Hello mọi người. Nỗi đau trong lòng chờ đến hóa đá. Tụi nó mặt thật, nó nhìn mở miệng. Cái miệng nhìn lên kêu chân dân thu tóc. Nè cái miệng giật cái nó. Không có giật đâu, cái miệng đâu có giật. Hello cả nhà. Nãy giờ ca sĩ Jimmy đang hát ở trên đó. Rồi đây chị. Có bài gì hot lắm á. Bài gì? E là không thể chứ không phải là em là không thể. E là không thể. Mày gửi người ta cũng em là không thể. E là không thể. E là e ngại hả? E ngại là mình không thể. E rằng. E ấp. Chưa đợi tóc vô mà sao thành con gái rồi. giống như thế này rồi. Còn cần 50 vuốt được tóc này. Xuống đây chơi, quay chút xíu. Đây, hôm nay thì mới quay được Jamie với lại chị Trinh là mới tới. Cảm ơn chị Trinh đã đem cái hộp tóc giả của dễ một... Không, dễ thương quá không? Không có cho má đâu mà mắt má trợn lên, thầm mơ đi. Chị mới mua cho hai con, hai đứa nhỏ rồi, 700 mấy. Để giống vậy không? Có lời mới mới ra. Chị thích lắm hả? Ồ, chị thích mọi con này, con kia chị. Sao vậy? Không biết. Màu hồng quá hả? Nhìn nó gì cảm thích. Này con nhiều à? Triệu. Ừ, cỡ đó. Nhưng mà không biết ở trong bóp mát bán rẻ hơn không? Có bán mua bán. Vậy hả? Khó mua. Khó mua lắm. Cái con đó là bóp không xé ra hả? Nó cái màu đó mới đẹp đúng không? Nói chung là tự nhiên bị sao nhãn rồi. Cảm ơn chị Trinh đã đem cái hộp này. Thiệt ra là cái hộp này là của một cái em. Ý là bán tóc giả này đó. Cái này là một loại tóc giả cao cấp Lin 100% Burn Premium Synthetic Fiber là... quảng cáo hả? Ừ là quảng... Ấy là người ta tặng thì mình quảng cáo. À tưởng là mua. Tặng thì mới tặng. Tặng mà. Ấy là người ta tặng nhưng mà Huy không có nhận là do... không tại sợ... vì người ta coi video của anh thấy tóc anh ghê quá. Người ta đầu tư cho những video sao. Hợp lý. Tóc giả gì mà ghê quá thì ghê. Hợp lý. Ấy là không có dám nhận là do... gửi qua thì đắt tiền tội nghiệp người ta. Nhưng mà người ta tặng là mình phải cảm ơn. Đó là tại vì Huy là bị bệnh nhưng mà người ta không có ngại. Nữa, nét qua đường tiếp nữa. Chuyển nhanh lên, xả qua nè. Ờ, xả qua khúc bệnh. Khi nào có này nhanh lên nha. Nói chung là cảm ơn chị Trinh đã đem cái này qua nha. Là cảm ơn cái em. Cảm ơn chị Trinh nha. Cảm ơn em. Thì cũng này mày đi nghe. Cái bình thường thấy cũng ngộ lắm. Tự nhiên cái lên cái là nhưng mà ở ngoài là manly thôi nhưng mà ý là quay vậy cho tao nhanh lên nhanh lên còn đây không hiểu gì mà nè ông cười hà hà tại em ở lớp giả ông chửi giờ luôn mình cợt à ông chửi thầy ông mới được nha yeah they give for me the hair. Nhanh lên. I'm bring for him from Việt Nam. Wow, màu xanh. Màu rêu á. Màu xanh. Cho em đợi thử được không? Ừ, em đợi, em đợi. Em mắc đồ. Để cho Jimmy đồ trước đi rồi rồi mình mọi người coi cái tóc như thế này. Đây là gì ạ? Yesterday she tried. Yes. Thúi quá. Em đi ạ. Đó, cái ồ cái cọng tóc rất là mướt mọi người. Ha. Mướt khác với mấy cái tóc Huy đồi lắm. Cái này là đúng là premium nè. Premium đi. Wow. Đâu có cái đồ chùm cái tóc giả này đâu. Phá luôn nè. Nhưng mà không cần chùm là đồ cũng được. Còn thật ra tóc dài quá là phải chùm lại. Nó mới giữ tóc cái tóc thiệt của mình lên trời. À đúng rồi. Cái này có may rất là kỹ lưỡng nha. Nói chung là ở trên đây là có style color lens. Đó, bây giờ Jamie sẽ đổi cho cả nhà xem trước nha cả nhà. Tóc này là tóc uống. À, tóc này là gọi là bếp lâm hả? Umbra. Premium là chất lượng cao nhưng no. Mà... cái dạng tóc vậy người ta gọi là umbra. À, umbra là nhuộm hai màu lại với nhau. À, nhuộm trên màu. Pha ở trên. Màu xanh. Nhau nhưng mà. The fan. The fan gift for him. Không phải the fan mà là... Ừ, nói chung là... không phải fan mà là người bán tóc giả người ta thấy mình đổi tóc giả xấu quá. Đây là model của tôi được tuyển.
Đây, hôm nay không biết là cái clip này mà cái người cái bé tặng nó có thấy hay không thì sẽ thấy đây là model của em. Very very famous in Singapore. Đây, bạn mới sửa đổi. Quá dễ thương quá. Ôi, cái chỉnh lấy lậu em coi. Trời ơi, giống cái phim mà. Giống cái phim ngày xưa mà. Mẹ của cái con rắn á. Thiệt, cái đồ cổ thích đó. Mặc đồ đồ lên nữa. Xinh quá nè. Ấy ghê quá. Tại vì nó không có dựa với cái đầu em. Ơi, mình phải thắt lại nữa. Mình phải thắt lại. Nó ở sau nó có cái dây á. Ôi, ghê quá, không có hợp em tí nào nữa. Nhưng... anh đội đẹp, em đội gớm quá. Cái này này, hình như mình phải gỡ ra hay cho nó giống cái da đầu hay sao ta? Hay là da đầu? Không, nó là vậy á. Đâu, thử chị đội coi nó có khác không? Bây giờ chị Trinh đội nè. Có hợp không? Đó, chị Trinh đội nè cả nha. Đó, xinh quá ha. Ê, tao đợi hình để học không? Không? À. Tao đợi với cái gì? Mày đợi ok á. Hôm qua em đổi cái kia thì hợp không? Ừ, cái tóc ngắn cái gì đó nha. Hi, hello everybody. Không, chị Trinh đội đẹp này hơn. Cái tóc nó cũng mướt, cái tóc đúng là chất lượng cao nè. Đúng rồi, thì mới âm á. Người ta tặng cho mình. Tôi không có ăn đi mình nói chuyện. Nó không có hả miệng nữa. Và bây giờ thì Dương Nhật Chính sẽ đợi. Ông phải make up đồ cơ, phải đợi tối mình, đi. Không, mình cứ đội lên đi cho thôi. Rồi, dán con gái đi. Để cái máy á. Đi, ông tiện, ông đội vô cái ống men nặng luôn. Tao không hiểu sao, thì không phải lái mà nãy. Mà tự nhiên đội vô nó như đàn ông. Vô nhìn đi, giống đàn ông mà phim sao giống đàn ông? Mấy cái phim kiếm tiền của Sinbad giống Sinbad à, với lại mấy cái phim cổ trang á. Mấy cái hàng đẹp trang. Tao hát giống mấy ông bụt quá. Không, y chang mấy cái phim mà. Mày có phim coi phim lèn lẻn mà tới lúc mà ông đó xả ra như là mới đóng băng thôi mà tỉnh dậy cái tóc dài luôn. Mà rồi. Mới rạ đồng. Mới rạ đồng. Tao không hề giống con gái một xíu nào. Không thấy giống. Em để cái máy lại giống nãy coi. Nãy tóc thì em phía trên nó có cái máy á. À, cái mặt gì mà ờ, đúng rồi. Má, đúng rồi đó. Má. Ừ, có cái máy nó rõ hơn. Ừ. Đúng rồi. Có sự luôn á, nhìn nếu mà em không đội tóc chảy, nhìn em giống dây thiệt. Nhưng mà khi em đội vô thì em thấy men hết. Con trai vậy luôn. Ờ, tại vì cái mặt em đàn ông. Ừ. Nhìn nó, trời ơi, nhìn nó kỳ cục cũng kiểu như là em chặt lẹm. Sao giống trang điểm đi thì cũng đỡ. Rồi xài áp xíu đi thì cũng đỡ đỡ đi. Ủa cái gì nhìn đàn ông vậy? Có mặt hai dây không? Có đem qua kìa. Vậy là thật sự ra con nắm nó đã thấy được cái tiềm ẩn. Nếu nó là người đầu tiên tẩy dây bộ đồ hai dây. Bộ đồ ngủ hai dây màu trắng. Đúng thật. Thiệt luôn á, con nhỏ đó hình như nó có ánh mắt dòm tương lai đó. Em nói từ xưa giờ em không bao giờ mặc đồ mấy đồ để không mặc đâu. Giờ mặc áo đời sắp bị chấn động luôn. Gửi tao. Ôi áo đồ lỗ không? Không, tại vì lúc đó là chưa có bệnh. Xong rồi người ta chửi quá cái cứ mới lấy cái bệnh thôi. Giả tóc giả đời với Việt Nam làm con gái chứ người ta không nhận ra. Ê, hôm trước có một lần mày ship về cho tao cái bộ tóc giả rồi không nhớ đưa qua chồng quy luôn hả? Nè vậy cái này trong này người ta tặng là có cái tóc xịt chuyên dụng nè, làm vậy thì giống làm con gái này không? Đó, xong rồi có một cái này nữa, cảm ơn em Linh nha. Nói chung cảm ơn em đó và cảm ơn chị Trinh mang qua giùm em. Nói chung cái em cũng hên là cùng lúc nó mới đăng qua được. Mắc cười, nhìn men quá. Ừ. Ờ, nhìn men, mọi người nói nhìn men nè. Nhưng mà để hơi... Ủa, đeo bông tay mới giống bông tay rồi hả? Không có đó em. Nói chung cái tóc đẹp nha mọi người. Nè, cái tóc rất là đẹp. Cảm ơn Linh. Cảm ơn Linh. Nè, cái tóc ngắn này em đòi thử đi. Đem vô cho em đỡ. Ừ. Khi con tim đau thương là chỉ khơi con tim yêu thương là chết với đau thương. Trời ơi nhiều dữ vậy. Tóc vàng. Không được. Thôi. Nó làm thích. Đây này.
Ừ, tóc thì không hỏi giống tóc mấy ông hề. Thì đưa ra cái đồ mà kẹp lại để ta đi học. Tại giờ ta kẹp đó. Ôi, cái tóc này. Đầu ta đi, đẩy đầu Vinh. Tóc này nó hư rồi. Dạng giống giờ tóc giống mấy ông hề quá à. Nhà chị nhìn tóc không để thôi, để bạn chị qua chị rửa đưa qua cho em nè. Còn bạn chị qua thì cũng không biết gặp em ở đâu đi đưa chứ. Đúng không? Ủa chị cũng có nhiều tóc giả lắm hả? Ừ, chị đâu làm cho chị. Ủa gì hả? Chị thích đi. Chị thích tóc giả hả? Ngày xưa chị thích độ chơi vậy đó. Vậy hả? Chị có tóc giả mà mình cái nón đó nha. Ừ. Lấy cái đó. Cái nón đó hả? Những cái nón kết còn có bộ tóc giả dưới. Nhưng mà giờ bạn chị qua sao đưa cho em? Em tới đó. Là bạn chị ở đâu em tới đó lấy hả? Ừ. Ok để chị gửi cho bạn. Nhưng mà bạn chị có qua thiệt hả? Hình như thứ năm thì sao nó qua sao? Ừ. Chị đổi cái trang này thử đi. Cười. Từ từ chưa phải từ từ đây chính nè đứa anh để đánh tiếng giòn đi chiều mà nó mắc bệnh luôn đấy á đánh tiền giúp đi mày giỏi kiếm tiền lắm còn không đồ cái màu hồng đẹp lắm nè em cái màu hồng là nó có cái ấy nè vậy hả anh. Sao chị đổi sai rồi? You want me happy or you want me cry? I like how to do. I ask you, you want me happy? You see the one? You see? Có ai có cộng thông chưa cộng thông ơi? Sao nhìn em mắc cười quá vậy? Không, chị cho cộng thông nè. Cộng thông hả? Sao người ta lại thay áo nè? Xong rồi. Rồi tắt cái này trước hả? Đó, vậy thì quay bình thường vậy thôi. Tâm bơ của cái mình. Cái ngồi chính giữa nhân vật chính đi. Cũng được chứ bộ. Hello mọi người, mình là mẹ của hai đứa con trẻ. Dám nhạc mới đổi. Ủa nhưng mà giờ là cái mặt này lắm giống nữ chưa? Chưa, nó không giống nam mới thấy ghê lắm. Nhưng mà làm điều gì cũng không có giống hả? Không, không hề giống luôn, một chút xíu giống cũng không giống luôn. Rồi, ba đứa này nó bệnh quá à. Sau thời gian cũng khá dài à, đúng giống nhạc bộ ba bất ổn. Bộ ba bất ổn. À, hello các bộ bạn. Bộ ba này không bao giờ ổn. Sau một thời gian khá nói dài. Nói nhiều quá. Lằng nhằng quá. Diễn rồi, nói lằng nhằng quá mệt. Sau một thời gian khá dài thì chúng tôi đã quay trở lại màn ảnh với cương vị là mẹ và hai đứa con. Nhóm nhạc của chúng tôi là nhóm nhạc bất ổn. Không, nhìn chị Trân giống luật sư quá. Ừ, mấy cái ông luật sư quá hồn con quá. Thẩm phán. Cái gì mặt đơ vậy? Nhìn anh giống cái thằng đóng phim Lèn Lẻn quá à. Lèn Lẻn phim gì nữa? Phim Lèn Lẻn á. Các bạn nào mà biết phim Lèn Lẻn thì comment dưới đây cho mình. Mẹ biết phim Lèn Lẻn hả con này? Phim Lèn Lẻn là cái phim của bà gì... Nhìn em. Nhưng mà nhìn em. Nhìn giống tâm bòi hả? Nhìn cho em ơi cũng. Không có giống tâm bòi, nhìn nó kiểu nó lạ lạ, nó xì ngầu thôi. Rồi nói chung là cảm ơn hôm nay qua cho mọi người đã hơi gặp bạn. Rồi vui, cảm ơn nha. Chứ không biết nói gì nữa. Giờ tháo ra nha. Tháo ra, ngồi đây tháo luôn cho thôi, mọi người. Thôi ghê quá. Rồi vậy, cảm ơn chị Trinh đem cái đầu tóc qua nha. Rồi. Cảm ơn hoài luôn, cảm ơn cái kiếp trao luôn. Ừ, cảm ơn quá.
cảm ơn. Rồi à, nhóm nhạc của mình thì một thành viên trong thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị bài mới, còn bây giờ thì hai thành viên còn lại sẽ tiếp tục. Các bạn có thể đưa ra cái bài hát nào yêu cầu đi. Tài lộc quá đó, biết bài đó không? Không biết. Trời ơi, quê dễ sợ. Rồi, chào tạm biệt mọi người. Thank you.